đột phá cho ngành nail. Lee K là sản phẩm pedicure 4 step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Lee K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết. Đi chợ Việt Nam ở bên Mỹ các bạn ơi, trời ơi, hôm gài đang bán bảo hiểm mà không có ai mua bảo hiểm cho nhân lì hết trơn vậy, toàn là người chuyên mang mua các bạn ơi. Bữa hôm nay chợ này đem đồ Tết về rồi các bạn ơi. Bữa nay mình sẽ quay cho bạn coi không khí ngày Tết các bạn. Bánh kẹo mứt đồ có đủ hết trơn. Các bạn thấy là bây giờ đi chợ ở bên Mỹ không thiếu chứ các bạn. Cái này thấy không? Bánh nè, hồng nè, bánh kẹo mứt nè, kẹo mứt tắc nè, hột dưa nè, thèo lèo cứt chuột nè, đủ hết trơn các bạn ơi. Mứt dừa. Còn bên này là đồ Tết các bạn nhìn nè. Đồ Tết đủ thứ hết trơn các bạn ơi. Đó. Trời, mấy cái này bây giờ bên Việt Nam nhập qua quá trời luôn các bạn. Noel chưa treo hết nữa mà treo Tết rồi các bạn ơi. Ở bên này có bán bao lì xì nữa. Bao lì xì quá trời luôn. Tại các đại lợi chúc mừng năm mới. Con mèo kim tiền. Bây giờ vô đây coi bé chắc mua trà sữa. Khi mà các bạn đi chợ á, mà các bạn thấy cái mấy chỗ mà nó ghi là boba, nó không có đi với cái này á. Ủa hai chị. Trời các bạn ơi, mình trời các bạn ơi, mình vừa mới nói là ở tiểu bang Missouri không có ai mua bảo hiểm ủng hộ mình, vô gặp chị đi mua. Cảm ơn chị cơ chị. Dạ. Bao hoài lúc nào cũng coi. Các bạn ơi, đây là lần đầu tiên có một người Việt Nam ở tiểu bang mình hỏi mua bảo hiểm nha. Đa số không cài là bán, em bán ở siêu bang mà. Chưa các bạn ở siêu bang. Lấy cái số từ trong đây, sao dạ. Đúng là có gì vậy. Bây giờ thì bé chắc vô lấy được cái thẻ gift card. Trong khi mình chờ đợi lấy bố bà tiên chọn bên đây, chợ đông quá các bạn ơi. Để mình đi xuống đây cái đó. Bây giờ họ có đem bưởi gì các bạn. Bưởi nè, đu đủ nè. Trời ơi các bạn ơi, bưởi mà có sự song hỷ nữa. Organic pomelo. Bưởi mà có chữ song hỷ nữa. Đó. Quýt đường. Đấy. Cái tiệm này bán sushi đắt quá các bạn. Đó, con ba ơi hả? Ba ơi Jack ơi, bây giờ các bạn đi chợ với bé Jack nha. Bé Jack sẽ dẫn các bạn đi chợ nghe. Cà phê sữa Highland, nó thực sự cà phê là dở đó các bạn. Uống không phê. Cà phê sữa. Ba. Hiện tại thì bên Mỹ cũng chuẩn bị ăn Tết nữa nha các bạn. Nhưng mà không có sum tụ bằng như mình đến Việt Nam đâu, ăn cho có thôi. Thì cũng may các bạn biết không, gài mình ở tiểu bang Missouri thì cái mục đích của mình là bán bảo hiểm cho bà con ở tiểu bang Missouri các bạn. Nhưng mà không gài có ít người tiểu bang Missouri mua, đa số là người tiểu bang ở ngoài không à. Rồi bây giờ chắc đi với mommy nha. Chắc đi. Rồi uống miếng đi. Rồi chắc đi uống trà sữa nha các bạn. Dữ vợ chưa. Thích uống nước đá lắm các bạn ơi. Đây ha. Rồi bữa nay bé chắc đi mua gì đây?
Bây giờ bắp chuối Việt Nam cũng bán bên Mỹ các bạn. Bắp chuối 1 đồng 99 một pound nha các bạn. Các bạn. Bên đây thì có cái gì đó, sake nè, cốc nè. Cốc là có chai gì đó các bạn. Chai sung nè, chai sung Mỹ nè, me nè. Đồ chai gất nữa nè, phải không? Phải chai gất không? Chai cất nè, uống không? Con uống không nè, bum 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 bum. Giỏi, uống nữa không? Các bạn thấy một bịch măng cụt như vậy không? Một bịch như vậy á là $22 các bạn. Nhưng mà khui ra đó thì có trái ăn được, có trái không ăn được. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách ăn măng cụt kiểu nhân lì nha các bạn nhé. Ngon, bổ, rẻ. Các bạn nên nhớ là bịch này là $22 nha các bạn nhé. Bây giờ trong đây còn có hai bịch à. Trong đây còn có hai bịch các bạn ơi. Hai bịch. Cái này là từ tiểu bang California các bạn ha. $22 một bịch này. Ok. Chắc nhìn em bé kìa. Em bé ăn dạ kìa. Em bé ăn dạ kìa. Thấy không? Chắc được bắt chút nha. Chắc giỏi quá. Cái mùa này là cái mùa hồng các bạn ơi. Trời ơi, hồng ăn một cơ xe các bạn. Mùa này là mùa hồng nha. Đi một vòng ha, để chắc đi vòng nha. Lấy cu bự, cu nhỏ ha, về sụp. Cái này là khoai lang Như Ngọc các bạn. Khoai lang này ăn chị ung thư nha. Bên đây người ta không gọi là khoai lang Như Ngọc, người ta gọi là khoai lang Hawaii. Khoai lang Hawaii. Cười gì đó, cười gì đó, cay mà, cay quen không, cay quen chắc không. Ở bên tiểu bang của mình bây giờ họ đem mía vậy các bạn. Mua mía hồi xưa còn nhỏ thì mua mía về ăn các bạn. Bây giờ già rồi răng nó rụng các bạn, cắn đâu có nổi đâu. Răng bây giờ răng giả không bạn ơi, răng giả không mà cắn đâu có nổi đâu. Trời các bạn ơi, các bạn nhìn là sòi nó về nè. Cái sòi này nó ăn nó hơi bị thâm đen các bạn ha. Hơi bị thâm đen. Nó không có như cái sòi kia. Cái sòi kia thì ngon hơn. Bây giờ thì mình mua hộp vịt lộn đấy bạn. Con vợ mình thì nó biết được hộp vịt lộn. Để cho nó lựa đi. Thì nhất là bữa hôm nay mình đi chợ hơi trễ cho nên mình không có lấy. Trời các bạn ơi, nhìn cá nè. Cá nó dài luôn các bạn. Bữa nay mình đi chợ hay chở cho nên mình không có mua hải sản các bạn ha. Để tuần sau đi. Trời ơi kìa, chết queo quá rồi. Tôm hầm. Trời ơi, con cua nó không ai mua nó các bạn. Không ai quá kiếp cho nó đóng riêu nè. Chắc mình phải quá kiếp cho nó các bạn. Bên đây là quầy thịt. Mấy cái thịt bên đây là thịt hala các bạn. Thịt cho mấy người Hồi giáo á. Phải là za biza halamit habiza halamit. Mỗi một tuần mình đi xuống đây đi chợ đó các bạn, với mục đích là mình đi quảng cáo bảo hiểm. Cái mục đích của mình là mình bán bảo hiểm cho người Việt Nam, để cho người Việt Nam mình họ có thêm nhiều sự bảo vệ đó. Thì đa số là người Việt Nam mình họ cứ nghĩ là mua bảo hiểm là chết mới được bồi thường. Nói thật sự với các bạn á, mua bảo hiểm á, các bạn chết các bạn được bồi thường, các bạn không chết thì các bạn cũng được bồi thường. Rồi cái tiền mà các bạn đầu tư vô á, nó sẽ sinh lời ra. Cho nên các bạn đừng nghĩ là mua bảo hiểm là chết mới được bồi thường đâu nha. Cho nên là người Việt Nam mình họ vẫn còn không hiểu nhiều về bảo hiểm các bạn. Mua bảo hiểm nó có nhiều quyền lợi lắm. Các bạn vừa đầu tư nè, các bạn vừa sinh lời nè, các bạn có sự bảo vệ nè. Rồi chắc dục nón rồi. Chắc dục nón rồi. Giống như bây giờ đứa con của mình đi, nó mới 1 tuổi, mình cũng mua một cái bảo hiểm cho nó nữa. Thì mình mua cho nó thì nó được sự bảo vệ. Nhưng mà nếu mà nó không bị gì đó thì cái tiền mà mình đóng cho nó đó là nó sẽ sinh lời 20 năm sau. Tới lúc nó 20 tuổi đó, cái tiền mà mình đóng cho nó đó là nó được lấy cái tiền nó ra để nó đi học đại học, hay là nó mua xe, hay là nó mua nhà đó. Rồi nếu như mà nó không xài luôn á là tới lúc nó về hưu là sướng lắm các bạn ơi. Đó chính là cái sự đầu tư cho mấy đứa bé, đúng không?
các bạn mua bảo hiểm cho con các bạn đi là nó vừa có được sự bảo vệ mà nó cũng vừa được đầu tư nữa. Cái gì? Vừa có được sự bảo vệ mà vừa có được đầu tư nữa. Cho người ta coi găng đi. Một găng á. Găng đẹp quá các bạn ơi. Găng đẹp quá các bạn ơi. Găng đẹp quá. Rồi. Cái gì? Đi chạm với cười gì? Chát. Chát ơi. Chát ơi. Hồi xưa mình đi chợ ở Việt Nam vui lắm các bạn. Bây giờ á, các bạn biết không, bây giờ là cái thời buổi lạm phát, với lại bây giờ á là kinh tế khó khăn các bạn, cho nên mấy cái chợ nó không có giảm giá nữa. Hồi xưa khi mới qua Mỹ các bạn, cái thời mà chưa có lạm phát á, cái đồng tiền nó còn có giá đó các bạn biết không. Đi chợ là chợ nào cũng tặng ha, mua trên 200 là tặng một bao gạo ha, mua 3 bao tạp gạo tặng bao gạo. Rồi mua 4 chai nước tương thì tặng một chai nước tương, mua 4 chai nước mắm thì tặng một nước mắm. Có nhiều chợ nó chơi lớn nữa, mua trên 300 đô nó tặng nguyên một thùng nước mắm 4 chai luôn các bạn. Nhưng mà từ lúc mà kinh tế lạm phát bây giờ mấy cái chợ nó hết rồi. Chát. Vậy cha ơi. Bây giờ mấy cái chợ nó hết là gì các bạn ơi? Nó hết rồi. Lạm phát quá. Cha ơi ha. Cha ơi. Phá cho ngành nail. Lykay là sản phẩm pedicure 4 step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD, giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Lykay, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết.